Trong ngày hôm nay thì hôm nay là thứ ba thảo luận về hàng rào thép gai, thì có một số ý mà có thể lưu ý với cả nhà để làm sao mà chúng ta có thể quy hoạch được cái tài liệu của mình dễ xem và đồng đội dễ check nhất, cũng như là sẽ tạo cho cái công tác mà chấm bài hoặc là tổng hợp của binh trại trưởng cũng như là của ban tổ chức nó được dễ dàng hơn ạ. Thì không biết là ở đây binh trại của chúng ta thì đã có binh trại nào đã cùng zoom với nhau hoặc là cũng đã hiểu và thương để mình hoàn thiện cái hàng rào thép gai của tuần số 1 chưa ạ? Đây ạ, thì có thể đại diện binh trại trưởng hoặc là các thủ lĩnh có thể chia sẻ đây ạ. Mình có thể comment xuống phần dưới ạ, là mình đã hoàn thành các mục nào của hàng rào thép gai tuần 1 hoặc là chúng ta đã hoàn thành rồi, thì mình có thể comment xuống dưới bên chat ạ. Chúng ta có cái mục cương pháp là 2.1, 2.2 mình thực hành luôn vào mỗi buổi Zoom rồi ạ. Còn mục 3.1, 3.2 và 3.3 thì các binh trại của mình tình hình làm cái hàng rào thép gai tuần 1 mình như nào vậy ạ? Thì mời binh trại số 2 đã hoàn thành ạ. Tối nay binh trại 8 họp để làm bài tập hàng rào thép gai ạ. Còn lại 8 binh trại khác thì sao ạ? Chúng ta có thể binh trại trưởng đại diện comment xuống dưới hoặc là thành viên trong binh trại mình cũng comment xuống dưới ạ. Để mình đo cái độ nắm bắt thông tin ở trong binh trại của mình đúng không ạ? Thứ tư binh trại 7 sẽ họp để chốt hàng rào thép gai ạ. Binh trại 4 đang thực hiện ạ. Rồi, rất là hay ạ. 4 binh trại ạ, 4 trên 5 binh trại rồi ạ. 5 trên 10 binh trại ạ. Binh trại 9 đã hoàn thành xong mục 3.1 và 3.2. 6, 7 binh trại rồi ạ. Binh trại 3. Rồi ạ. Chúng ta cùng theo dõi binh trại của mình ha. Binh trại 6 là 20 giờ tối ngày 20 tháng 9, họp hàng rào thép gai. Rồi ạ, deadline của chúng ta là 22 giờ thứ năm ngày 22 tháng 9 ha cả nhà. Thì mình cùng up cái ảnh này lên album và mình sẽ gửi bài xuống dưới phần comment như bình thường ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Thế thì cái phần mục 3.1 của chúng ta là toàn bộ binh trại viết xuống xác quyết đồng hành cùng nhau đến hết hành trình một cách trọn vẹn. 3.2 đó là làm video toàn bộ binh trại đặt tay lên tim và đọc xác quyết. Xác quyết ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc đúng không ạ? Và bằng mục 3.3 đó là mỗi binh trại thực hiện rà soát dự án theo mẫu tại mục 1.5 trong kho báu gns.vn K3 chuyển giao tài liệu mục trại đúng không ạ? Rồi đấy ạ, thì hôm nay đa số là binh trại của chúng ta là khoảng 30 đến 40% là mình đã thực hiện và mình đang thực hiện rồi đúng không ạ? Thì xin phép tuyên dương binh trại số 2 đã hoàn thành và binh trại số 4 thì đã hoàn thành, binh trại số 9 đã hoàn thành mục 3.1 và 3.2. Thì cả nhà cùng có thể học hỏi xem là các binh trại của mình thực hiện hàng rào thép gai như thế nào ở trong cái phần bên kho báu đấy ạ. Đã. Thì có cái phần mục 1.1, mục 3.3 này thì ban nhân tố cũng đề xuất có thêm một góc nhìn để cả nhà có thể mình cũng thống nhất với nhau để cái form biểu mẫu của mình thuận tiện nhất cho binh trại trưởng của mình cùng tổng hợp, cũng như là khi mà mình nhìn lại tổng thể ấy, thì mình sẽ nhìn được đây. Đây là bản đồ kho báu ạ. Thì chúng ta sẽ vào phần mục 1.5 để vào tài liệu nhập trại đúng không ạ? Tức là
Chúng ta có cái mục gợi ý cách làm hay đấy ạ. Thì đã có bình chạy 4. Em xin phép bình chạy 4 cũng đã làm xong rồi. Đã làm xong mục. Rồi, bình chạy 4 cũng đang thực hiện làm đấy ạ. Thì khi mà chúng ta làm thì mình sẽ quy hoạch các mình đang để hơi linh tinh ạ. Mình có thể quy hoạch vào các folder. Đấy ạ, thì chúng ta sẽ có cái phần tài liệu bình chạy ấy. Thì cả nhà vui lòng mình sẽ update tất cả cái thông tin lên đó. Rồi. Đây hàng rào thép gai tầng 1. Rồi ạ. Thì bình thường có một số bình chạy đang làm thì mình đang nhân bản file này và đưa về folder của cụm mình. Mình đang làm đến phần này rồi. Sau đó các thành viên có thể làm ở trong đó. Thì các bin chạy thường thì sẽ nhân bản lên ạ. Sẽ nhân bản ra các sheet khác nhau đấy. Mình cộng và mình cùng nhân bản cái sheet này ra. Thì như thế thì nó sẽ khi mà người tổng hợp ấy ạ, hoặc là khi mà chúng ta ngồi tổng hợp với nhau thì rất là khó. Thế nên là các thủ lĩnh có thể tham khảo cách làm hay cái phần cái đường link cách làm hay ở đây để chúng ta cùng nhau thực hiện ạ. Thì xin phép là không biết cả nhà mình đã thấy cái màn hình share chưa ạ? Đây nhà để em xin phép share lại. Đây ạ. Rồi ạ. Cả nhà đã thấy dữ liệu nhập trại chưa ạ? Dạ rồi ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau cách làm này ha. Đặc biệt là các thủ lĩnh mình sẽ lưu ý một chút để mình truyền thông tin về phía đồng đội của mình ạ. Đấy ạ. Về cái mục 3.3 chúng ta mình thực hiện rà soát dự án theo mẫu thì mình sẽ rà soát bằng cách này ạ. Mình sẽ có thể lấy luôn copy luôn cái mẫu này. Thì phía bên này là ô của các thủ lĩnh, mình sẽ điền thông tin của mình vào đây ạ. Ví dụ như là binh trại đã xác quyết đi cùng nhau hết hành trình chưa. Ví dụ như là thủ lĩnh 1 đã xác quyết thì mình ghi là đã xác quyết chẳng hạn. Và đương nhiên là cái phần 3.1, 3.2 mình đã viết lời thề rồi ạ. Đấy ạ. Thì thủ lĩnh 2 cũng tương tự, điền tương tự ạ. Thì các thủ lĩnh điền theo một cái mục dọc này. Ví dụ như là binh trại có mục tiêu nào trong hành trình cùng nhau. Vậy thì ở đây sẽ là mục tiêu của cá nhân thủ lĩnh này ạ. Đấy ạ. Thế thì điểm chung thì cả binh trại có thể thống nhất ra một vài điểm mà chúng ta muốn biết từ đồng đội mình. Ví dụ như là họ tên, nghề nghiệp, rồi những cái dự án mà chúng ta đang triển khai. Đấy ạ. Hoặc là về sở thích. Thì cả nhà có thể tìm ra một vài cái gạch đầu dòng ở đây. Các thủ lĩnh có thể điền vào đây ạ. Thì xong từ đó thì chúng ta sẽ tìm ra cái điểm chung. Và mình ghi vào cái phần nội dung này ạ. Tức là ở trên này ví dụ như là đã có 10 thủ lĩnh, 10 trên 10 ạ. Thì sẽ có 10 trên 10 thủ lĩnh xác quyết ạ. Kiểu như vậy ạ. Tức là cái phần nội dung này là chính là cái phần tổng kết lại ạ. Ví dụ như là điểm chung ạ. Thì mình cùng nhìn vào đây chẳng hạn. Ví dụ như là binh trại... Em ví dụ như binh chạy số 5 đấy ạ. Thì tất cả ở đây thì ví dụ như là đa số là giáo viên chẳng hạn. Mọi người là hoặc là 6 hoặc là 5 trên 10 thành viên là giáo viên chẳng hạn đấy ạ. Thì mình có thể ghi một vài điểm chung từ những cái điểm riêng này ra. Thì khi mà chúng ta rà soát đây mình nhìn, mình kéo ra một phần ngang thì rất là dễ để rà soát và chốt lại cái nội dung cuối cùng ở đây. Và khi mà ban tổ chức đi đọc hàng rào thép gai thì cũng rất dễ để cho mình có thể đọc được. Và trong quá trình chúng ta thảo luận ấy, thì cũng rất là dễ để chúng ta có thể đúc kết được cái phần nội dung ở đây ạ. Đấy ạ. Thì mình sẽ có thể nhân bản cái file này ra
về cụm của mình, sau đó là mình sẽ thay tên của các thủ lĩnh nhà mình vào đây ạ. Các thủ lĩnh có thể tự nhập tên là mình cùng gửi cái đường link ấy vào cái thanh chat ạ. Thì mình cùng làm trực tiếp trên này. Đấy ạ, thì khi mà mình phối kết hợp mình làm đội nhóm tức là như thế ạ. Và từ đó thì mình từ các thông tin này thì mình sẽ đưa về cái nội dung chung này. Mình sẽ nhìn tổng quát được là các thành viên ở đây và chúng tôi có chung điều gì đấy ạ. Thì mình sẽ trả lời các câu hỏi này sau khi mà mình điền cái riêng rồi ạ. Đấy ạ. Thì mỗi người sẽ, mình sẽ có khoảng bao nhiêu phút đó thì mỗi người cùng điền thì nó sẽ rất là dễ. Yeah. Ví dụ như là hàng rào thép gai của binh trại số rồi ạ. Thì đấy là một số phần chia sẻ đây đó. Ví dụ đây đây ạ. Thì các ví dụ như binh chạy 4 đang làm đấy ạ. Thì binh chạy 4 đang rồi ạ. Đấy ạ. Binh chạy 4 đang đang tạo ra những cái bảng riêng này cho một cái phần nữa. Cho câu số 2 thì phải ạ. Đấy ạ. Rồi ạ. Đó, thì mình có thể điền trực tiếp trên cái file này luôn, chứ mình không cần phải thêm một cái mục này đấy, ví dụ thế. Rồi ạ, thì đấy là một số cái gợi ý về cái cách làm. Điểm chung thì chúng ta có một là gì, hai là gì, ba sở thích có tên gì đấy ạ. Thì tùy chúng ta sẽ có thể cần những cái thông tin mà nó sẽ phù hợp với cái hành trình này để mình cùng biết cái điểm chung của đồng đội mình ạ. Yeah. Mình sẽ có một vài cái quy chuẩn ở đây chẳng hạn, thì các thủ lĩnh cũng sẽ copy sang bên này để mình cùng điền. Mình cũng sẽ nhìn được tổng thể luôn ở đây ạ. Nhưng mà mình nhìn thì mình cũng sẽ nhìn tổng thể luôn ạ. Rồi ạ. Binh chạy 4 cũng đang làm và cũng đang điền như thế này thì rất là khoa học đấy. 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 Thì mình cũng có thể là điền luôn cái phần bảng này vào cái phần này. Mình đỡ phải nhìn đi nhìn lại rồi mình copy vào. Mình đưa luôn 10 cái mục mà binh chạy mình đang làm đấy ạ. Đấy ạ, mình đưa luôn 10 cái mục vào đây và mình trả lời luôn vào trong cái ô này. Đấy ạ. Mình hỏi tên. Tên thì mình có thể ghi luôn họ tên ở trên này rồi mình khỏi cần biết họ tên luôn. Nghề nghiệp rồi một số cái đầu mục mà mình chạy đưa ra rồi đấy. Yeah. Rồi đấy là một vài cái điều mà chia sẻ thêm với cả nhà để mình có thể hoàn thiện tốt nhất cái hàng rào thép gai của mình ạ. Thì trước khi mà chúng ta sẽ breakout Zoom để mình cùng thảo luận với nhau về hàng rào thép gai ấy, thì cũng sẽ lưu ý một chút là mình sẽ có những cái buổi sáng mình có Zoom hiểu và thương hoặc là mình có breakout Zoom để mình cùng thực hành ấy, thì cả nhà có thể tận dụng những cái buổi sáng đó. Ví dụ như là ngày hôm nay là mình sẽ sống nâng đỡ, mình thảo luận về hàng rào thép gai, thì mình lưu ý thì mình có thể tận dụng cái thời gian này để tránh là mình có thêm những cái buổi họp trong tuần nữa. Thì đấy là cái cách để mình đòn bẩy, mình tận dụng nguồn lực của mình. Còn nếu mình vẫn cần thêm thì các binh trại có thể tổ chức những buổi họp mà họp sinh hoạt của binh trại bình thường ạ. Đấy là chia sẻ một vài cái điều mà chúng ta lưu ý một chút, mình để ý kỹ một chút, mình sẽ sắp xếp được cái thời gian nó hợp lý và mình tận dụng những cái thời gian ạ. Rồi ạ. Thì không biết là trước khi mà vào breakout Zoom 5:25 đến 6:00 chúng ta sẽ breakout Zoom. Mình có thể breakout Zoom sớm hơn để các binh trại có thể vào làm. Thì chúng ta có khoảng 5 đến 10 phút để binh trại cùng có một vài cái câu hỏi mình muốn đặt hoặc là mình đang cần kiến giải thêm về hàng rào thép gai tầng 1 thì mình có thể comment xuống dưới để An Nguyên Tố có thể
kiến giải thêm và chia sẻ thêm với cả nhà. Đây là cái màn hình share của hàng rào thép gai phần một ạ. Nếu mà cả nhà đã rõ thì chúng ta sẽ comment là đã rõ để ban kỹ thuật cũng sẽ breakout Zoom chúng ta để mình sẽ được vào phòng Zoom cùng với đồng đội mình cùng nhau thực hành luôn. Còn nếu mà chúng ta còn câu hỏi nào thì xin phép cả nhà mình sẽ đặt câu hỏi xuống phần dưới ạ. Đó. Có những bên chạy chúng ta đã làm rồi và chưa làm ấy, cả nhà cũng có thể bây giờ là 5:17. Sẽ để thì sẽ có 11 phòng ạ, 11 phòng tương ứng với cả tên binh trại của mình luôn ạ, với cả số binh trại của mình luôn ạ. Thì ban tổ chức sẽ mở để xin mời cả nhà breakout room, mời cả nhà vào phòng ha. Ai mà mình chưa vào được phòng thì mình có thể nhắn hỗ trợ trên thanh chat ạ. Vâng ạ, mời anh Nguyên Tố cũng sẽ nâng đỡ để các bên trại có thể vào được. Dạ. Ở đây có anh Nguyên Tố có gửi lời mời cho các anh chị đấy ạ. Thì hiện tại là các anh chị sẽ chấp nhận ở trên màn hình nhá, mình có thể vào được đúng binh trại của mình ạ. Khi mà mình gửi lời mời mà các thủ lĩnh không chấp nhận thì sẽ không hiện trên cái danh sách này. Cái danh sách mà chị Xuân này, không biết là chị đã vào được binh trại của mình chưa ạ? Thủ lĩnh Việt Hồng ở binh trại số 6, mình đã vào được binh trại của mình chưa? À đây ạ. Thủ lĩnh vào, thủ lĩnh vào cả máy tính cả điện thoại à? Dạ vâng ạ, mình có thể. Ở đây có BT0107 chị Trương Giang nữa, Trương Thị Thu Giang nữa, thì vào phòng giống cùng cùng với bình trại của mình nhỉ. Anh Huy Hoàng ở thủ lĩnh Huy Hoàng BT0708 nữa. Thủ lĩnh BT02 Hà Thị Kim Dung nữa.
Nếu các thủ lĩnh chúng ta không không có phản hồi thì BNT sẽ mời các thủ lĩnh ra ngoài phòng chờ ạ. Tướng lĩnh phải đánh nhanh thắng nhanh chứ. Thế là xong trọn vẹn rồi ạ. Cả nhà mình bên chạy nào mình xong rồi mình comment xuống dưới hoặc là mình comment vào vào K3 đi ạ, cho nó hoành tráng ạ. Còn đợi gấp nhạc lồng nhạc đấy chứ. Bên chạy nào mà mình xong rồi mình có thể comment vào phần K3 doanh trại đi ạ, để không hết đâu. Em cũng xong trong hành trình này. Trong hành trình mình có những cái phần ví dụ như là tặng hạt hoặc quân công ấy, cả nhà có thể mở ra kiểm tra kỹ cái phần đấy, xem là cái mục nào mình có thể kiếm được hạt từ ban nguyên tố đấy thì mình có thể kiếm hạt, hoặc là những binh trại xuất sắc và hoàn thành luôn luôn hoàn thành sớm thì luôn luôn ban nguyên tố sẵn sàng là sẽ trao hạt ạ. Đấy ạ. Song song với việc trao hạt thì ban nguyên tố ngày hôm nay cũng đi siết chặt kỷ luật, có thể sẽ gom về một thì có thể mời ban nguyên tố cùng bước chia sẻ một chút về 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 cái phần comment luôn ấy, à về về cái phần điểm danh buổi sáng luôn cho binh trại thì mình có thể áp dụng từ sáng sáng mai luôn. Điểm danh buổi sáng ngoài phần chụp chúng ta cần phải báo cáo sĩ số trên tổng, ví dụ như là binh trại 1 chẳng hạn có mặt 5/8, có bao nhiêu người mở cam và số cam có phép hay không phép. Ví dụ sĩ số 5/8 có 2 là có phép, số cam là 3/5, chỉ có hai cam này là có phép. Tất cả các thủ lĩnh tắt cam thì được gọi tính như là vắng, tất cả các thủ lĩnh vắng thì cần phải có đúc kết của buổi Zoom và nộp cùng với bài tập tuần trong ngày, kiểm tra sự hiện diện thân tâm của các thủ lĩnh. Kể chúng ta tắt cam nhưng chúng ta có theo dõi cái buổi Zoom hay không, và nếu có theo dõi thì chúng ta có cái đúc kết nộp cùng với lại bài tập này không. Thật ra cho em hỏi ý kiến là cái vấn đề mà bật cam, bắt bật cam thì thấy không không em không thỏa hiệp được, em không đồng ý đâu cả nhà nhá. Thật ra cũng như thủ lĩnh bố qua cũng nói rồi thì có những cái mình không không thể bắt một cách hơi vô lý được, anh hơi vô cớ quá, bắt buộc một cái là nó, em ví dụ như những người không may đang có khách này, nhà có khách này, hay không là phải ơi, hay là cho cái việc này là phải quyết tâm dành thời gian cho việc này, là phải dành dẹp các việc khác ra một bên. Đấy là mình làm cái gì mà bây giờ mình bắt người ta, bây giờ em hỏi anh gì, người ta mình bắt mình làm cái không nguyện, anh không muốn làm, đây là anh không muốn làm đúng không ạ, cái anh không muốn làm mà người ta cứ bắt anh làm, anh có cảm thấy thoải mái trong lương tâm không? Em hỏi anh có thể dừng. Các thủ lĩnh mình là anh giãn thả lỏng nói cái chi, ý là không cái vấn đề bật cam hay bắt bật cam nó hơi vô lý quá, bởi vì là anh đã ghi chữ tự nguyện rồi, đúng. Sau khi học nội quy và sau khi nháp một tuần không, anh ghi tự nguyện to đùng luôn. Đúng. Thật sự là nhà, ví dụ nhà có khách này, hay là nhà mà có người ví dụ ngủ muộn gia đình mà ngủ sớm chẳng hạn, vậy là nó liên quan đến cả một cái gia đình mà bây giờ mình. Những lúc có khách thì anh có thể xin phép tắt cam được mà. Có lệnh, có xin phép là xin phép được. Xin phép bà nhà. Xin phép bà nhà, bây giờ là 5:58 rồi ạ. Thì chúng ta cũng thống nhất với nhau. Là hoa, tôi sẽ là luật. Ô, tôi chết. mình sẽ thống nhất là mình đã có một tuần để mình cùng trải nghiệm rồi ạ. Là mình cũng thống nhất với nhau tất cả mọi thứ rồi. Thế nên là mình cũng đã cùng xác quyết rồi. Thế là mình cứ theo luật mà mình làm thôi ạ. Còn nếu mà anh chị nào mà thực sự có việc mà mình phải tắt cam thì đương nhiên là mình cũng sẽ đúc kết cái bài học ngày hôm đấy thôi ạ. Mình sẽ quay lại cái mục đích cuối cùng mình tham gia cái hành trình này để làm gì ạ? Để mình vào mình nhận được cái sự khó chịu, hay là để mình thể hiện với ai, hay là như thế nào? Hay là mình vào đây để mình cùng nhìn lại chính bản thân mình.
mình cùng thực hành, thực tập cái sự trọn vẹn, thấu hiểu bản thân mình. Thì cả nhà cũng tự đặt ra câu hỏi và mình cùng trả lời nhé. Quan trọng là mình học được bài học gì ạ? Rồi, xin phép vào cả nhà mình sẽ lắng tâm một chút và bây giờ là 6 giờ, chúng ta cũng sẽ cùng nhau thiền biết ơn mỗi buổi sáng ạ. Để ba nguyên tố cũng tranh thủ trong lúc break cao zoom để đã làm bài tập. Mời cả nhà mình cùng lắng tâm ạ. Hãy hít vào một thời thật sâu và từ từ thở ra. Hãy để tâm trí mình được thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể sau mỗi giờ học. Hãy thư giãn vùng đỉnh đầu, cơ mặt và hai vai xem có đang gồng cứng hay không. Cả đôi bàn tay, bàn chân cũng thả lỏng một cách nhẹ nhàng. Chúng ta đã trải qua những giờ học với nhiều bài học bổ ích. Xin gửi lời biết ơn tới những người thầy đã trao truyền kiến thức cho chúng ta ngày hôm nay. Xin biết ơn tới những người bạn đồng môn đã đồng hành cùng với chúng ta. Biết ơn những điều đã làm cho mình vui và cả những điều làm cho mình không vừa ý. Nguyện chúc cho tất cả chúng ta, cho những người bạn đồng môn và bạn tổ chức luôn mạnh khỏe, an đường cách mạng văn hóa đọc. Có thể bật mic để chào nhau ạ. Chào cả nhà. Ơi, lên giúp biết ơn hoa cổ xưa. Dạ, xin biết ơn ban nguyên tố, xin biết ơn các thủ lĩnh. Dạ, dạ vâng. Xin chào thủ lĩnh. Chúc cả nhà có một buổi sáng thủ lĩnh tâm an lạc. Cảm ơn ban nhân tố. Thả lỏng ha. Và vinh chạy cảm ơn mọi người. Cả nhà thấy không? Cảm ơn. Bây giờ mọi người mới dạy và mình làm được bao nhiêu lời việc. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Biết ơn cả nhà. Dạ dạ. Chúng ta có sức thở lượng, văn hóa đồng này sẽ luôn tấn tới. Biết bao chiến sĩ đêm ngày du. Biết thủ lĩnh nào đã hát được karaoke bài này chưa? Ra bao nhiêu mà sững sờ. Còn nhìn nhiều thắc mắc rồi. Con cháu dòng tiền chung tay giúp dân, chỉ có đốn con nằm vững vàng, còn năm năm giấu với thằng. Ban tổ chức cũng kêu gọi luôn là không biết trong ca ba của mình có giọng ca vàng nào thì có thể nhắm cung đông riêng. Thì có một số bài hát chưa được ca sĩ thu âm. Thằng này là mình sợ nhất. Thì
về khuya sương rơi ướn lối, những nghĩ suy chăn trở vẫn còn, làm sao cho trí thức trường tồn kết đôi khơi tâm dũng nương. Yêu những anh em đó đang ngày đêm miên mài đào lan văn hoa đồng thủ lĩnh ta lên đường. Xin chào 31 thủ lĩnh còn lại nha. Chào tất cả thủ lĩnh ạ. Hẹn gặp lại.